xin chào các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giao 1 kg cá coi loại học sinh cho một bạn ở Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cho các bạn xem cái quá trình mà mình cân 1 kg cá coi nó sẽ như thế nào, và cho các bạn xem được cái chất lượng cá ký ở bên mình nó sẽ ra sao ha các bạn. Thì cá ký thì mình sẽ vớt đại chứ mình không có lựa, nhưng mà các bạn cho để cho các xong đi để rồi các bạn sẽ xem thử cái phần vớt đại của mình và 1 kg cá nó sẽ đẹp hay là nó xấu nha. Thì với cái bầy cá mình mới về thì có thể là nó tầm cỡ khoảng 15 đến 20 con đó các bạn. Thì lát nữa mình sẽ thử đếm luôn ha. Thì hiện tại cái số ký ở trong cái cân, cái số nước là số 4. Thì mình sẽ vớt số cá khi mà cây kim nó tới số 5 thì sẽ là 1 kg cá nha các bạn. Chắc cũng gần xong rồi đó. Rồi lát nữa mình sẽ đếm thử coi 1 kg nó sẽ là bao nhiêu. 1 kg cũng nhiều lắm đó các bạn. Thì cá ký thì nó sẽ thích hợp cho những bạn mà nó không có gọi là châu chuốt về cái phần con cá nhiều quá ha. Thì có cá để nuôi hoặc là các bạn không chú trọng về cái vẻ đẹp con cá, hoặc là không chú trọng về cái con cá mà mình thích á, thì các mua ký nó sẽ rất là lợi ha. Rồi ok, đây là 5 kg, đây là số 5. Thì đây là cái số cá 1 kg rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem 1 kg cá ở bên mình nó đẹp hay là nó xấu. Đây, xin chào các bạn, đây là cái thao cá ký ha. Đây là 1 kg cá. 1 kg cá này mình sẽ gửi về cho một bạn ở huyện Đất Đỏ, Vũng Tàu nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy cái chất lượng cá ký ở bên mình ha, rất là đẹp ha. Một em cô rất là đẹp nè, một em săn kê nè. Đó thì lát nữa mình sẽ đếm thử coi là nó sẽ 1 kg này nó sẽ được bao nhiêu nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đóng bao nha các bạn. Đóng bao, đóng oxy, bỏ vào thùng xốp và bút shipper giao cho anh bạn đó để kịp giờ nhận cá, càng sớm càng tốt nha các bạn. Ok, cá đợt này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bạn nào cần thì cứ nhanh tay liên hệ với mình nha. Cá thì có liên tục nha,